tục với sách mỹ thuật 6 trong trời sáng tạo, chủ đề nghệ thuật cổ đại thế giới và Việt Nam. Chủ đề này mình sẽ có 3 bài, bài 1 là Ai Cập cổ đại, bài 2 là họa tiết trống đồng, bài 3 là thảm trang trí với họa tiết trống đồng. Thì bài này hôm nay mình sẽ khám phá cách trang trí thảm và mình sẽ trang trí thảm hình vuông nha các bạn. Bài trang trí thảm hình vuông thì mình có các bước như bước 1 xác định kích thước hình vuông, kẻ các đường trục. Bước 2 xác định mảng và vị trí của họa tiết. Bước 3 là mình vẽ phác họa. Bước 4 là mình vẽ chi tiết. Và bước 5 là mình tô màu. Đây là cái họa tiết trống đồng. Thì các bạn muốn có họa tiết trống đồng, các bạn có thể xem lại bài số 2. Các bạn chuẩn bị cho cô một số dụng cụ vẽ như là bút, thước, viết, cơm ba, gơm. Đặc biệt là một tờ giấy A4 nha các bạn. Và một cái tờ giấy mỏng màu trắng để các bạn sử dụng can những họa tiết cho đều nhau và cho kích thước bằng nhau, giống nhau nha các bạn. Đây là mình sẽ sử dụng bút chì màu hôm nay.